Sàn giao dịch lớn nhất ở Hoa Kỳ Coinbase đã mang tiền từ phố Wall vào ngành tiền mã hóa thông qua các khoản vay thế chấp bằng Bitcoin của ngân hàng Goldman Sachs. Theo báo cáo từ Bloomberg vào ngày 3 tháng 4, sàn giao dịch Coinbase đã trở thành khách hàng đầu tiên thực hiện các khoản vay được hỗ trợ bởi Bitcoin do ngân hàng Goldman Sachs phát hành vào cuối tuần qua. Giám đốc bán hàng của Coinbase là ông Brett Tebow cho biết sự hợp tác của Coinbase với Goldman Sachs là bước đầu tiên trong việc công nhận tiền mã hóa là tài sản thế chấp, tạo ra cầu nối bền vững hơn giữa nền kinh tế crypto và truyền thống. Giá trị của khoản vay không được tiết lộ nhưng đã được thế chấp bằng một phần trong tổng số kho dự trữ là 4.487 Bitcoin nắm giữ của Coinbase, trị giá khoảng 170 triệu đô la hiện nay. Khoản vay có tính năng quản lý rủi ro 24 giờ, yêu cầu Coinbase phải nạp tài sản thế chấp nếu giá Bitcoin bất ngờ giảm quá thấp so với mức quy định. Mặc dù Goldman Sachs có thể là gương mặt mới đối với quy trình thế chấp Bitcoin cho các khoản vay, nhưng ngân hàng đã được biết đến như một trong những đế chế tài chính hành động mạnh mẽ nhất với ngành crypto trong 2 tháng trở lại đây.